Rung tay hay là quay rung tay? rung. Mày đã bê đi bắt thì bắt nó có mặt luôn á, nóng mặt luôn á. Ai? Là bê bắt mẹ hay rô với hai cơ giết mẹ miết luôn. Còn mẹ có thì mẹ thúi nực. Tội nào quá vậy nào. Thấy không? Tạ ơn kinh chịu đựng. Ali đang đợi hiểm. Tâm tính nhân. Mốt đi thì chắc chắc chết rồi. Hậu khỏe chưa Hậu? Nãy là gọi là bị chi ta? Hồi trước chị nhớ Hậu cũng bị lần như đây rồi phải không? Cũng yếu ghê chứ. Sao bị dưới ói gì? Keo liền. Gồng là mất sức lắm. Gồng chịu nổi đâu. Ừ. Nguy hiểm nè. Gồng tốt mà thôi, nó đứng chập là người tái luôn á. Mà dễ nguy hiểm lắm, đứng chập nhiều thì mình tái đùng rồi đó nữa. Thiệt cái chứ, bị giống đột quỵ đó. Ừ. Nguy hiểm lắm đó. Tưởng người trẻ không đột quỵ hả? Nó đột quỵ do đó đó. Đột quỵ như thường. Chị Hương mà hôm qua nữa tiêm cái tiêm vào trước dẫn đứa em sang tiêm đồ nó đấy đúng không? Hồi trước á. Bà nữ bà em của bà là quê nhà em đó. Em có đi. Thế quen quen. Chị là quen sao? Chị em gái của chị là hồi xưa là quen hay mua hàng cho nhà em, hồi nhà em bán quần áo á, mua miết luôn. Em ship cho bà miết, rồi đến nỗi bà kêu đi. Tao còn chưa biết cái mặt của chị Mía là tao quen cái mặt đi luôn. Hồi nãy em lại đi giao hàng thôi. Còn giống chị em là chủ ở đó đó. Mà suốt ngày khách cứ đến kêu chị em biết mặt chị em nào hết trơn, nó biết mặt em. Em không dám, em phải ship kìa. Thực ra hai mình ngủ còn mình là phải trực bán hàng. Khách vô thử 20 bộ không mua bụng luôn. Rồi mồ hôi, rồi hắn bị, nhất là những người họ họ make up á chị. Mày cái đó đó, thần dính của cái viền áo chị kìa. Nhất đầu trắng á, trời ơi em gặp những đỏ luôn á. Chán. Bởi là nhưng cái gì mua, có cái... Để mình đi mua hàng ít thì mình phải mua cho họ được cái nha. Không. Vô thử cho mà trời ơi, thử mà mình muốn thần kinh ra trời trời mùa hè nữa. Muốn thần kinh ra. Có nhiều bà bớt cho rồi, bớt 20.000, 30.000 rồi, còn đòi bớt nữa. Nghe mà muốn... Mà họ cứ tâm lý bớt, còn mình bớt rồi là chắc cũng chưa. Còn lời nữa đó. Có hồi mà chị sale, mà sale lỗ rồi đó, mà còn bớt nữa, trời ơi. Cứ ba cái đồ mà ế một cái là hủy vốn, mà ế ba cái, bốn cái là lỗ. Kiểu như mấy cái số mà lớn kia hắn sale rồi không vẫn còn lời, chứ còn mà kiểu như số nhỏ là không có lời. Kiểu mình là không có lời đâu.
cái số lượng nhiều rồi. Hồi nữa tôi chị mà cứ cái lời từ 6 đến 7 mà chị bán được lắm luôn nhá, mà cuối cùng hàng tồn nhiều quá thì không có lời luôn. Hết vốn luôn mà. Sang chị Loan mang cục nợ 40 triệu. Xong từ đó gặp chị Loan phát lên luôn. Vô chị Loan vô. Em biết không, chị vô chị Loan đi học mà chứ không còn một đồng trong người luôn á. Sau hồi nữa mất mốt mốt được 2 triệu rưỡi. Mà thật ra nó học hết 5 triệu mà mốt được 2 triệu rưỡi. Giờ Hà xinh quá thấy Hà làm đồ cái thao lấy ít thôi. Lấy nửa sau. Cũng cho lại hết. Sau bữa sau cho lại đủ về vốn, không có tiền. Không hồi cái đó đợt mà học thì lo. Hồi chị bên Thương á. Học nữa đó. Ai mà theo chị gì thấy theo mà theo về lâu về dài thì thấy vẫn ok. Không, từ vì cái đứa mà như con mấy đứa mà mở tiệm vẫn ok nghe. Mấy đứa mà kiên trì mở tiệm với lại giỏi tại quán chị thì tất nhiên mở tiệm cũng phải giỏi rồi. Có mấy khách mà thấy em ở đây lâu quá kêu em tưởng em ngu hay đang ở lại biết. Mình đứng hỏi em cứ trả lời ra luôn. Kêu chị thì chưa ở lại lâu nữa. Kêu chị ngu quá. Ngu quá chị không biết chưa ra trường. Nói đó, anh kêu đi. Thì em tưởng là chị chưa cứng tay nghề, chị chưa làm được, nên là chị chưa mở tiệm. Anh nói cho mình đỏ mặt, không biết nói rằng luôn mà. Khách á, mấy đứa nhỏ tuổi á. À, mấy đứa nói thẳng. Nói thẳng vậy sao luôn mà mình đâu biết lời ra. Nó kêu đi, chị chưa có vốn. Em giờ đó, anh kêu chị chưa có vốn. Tại là chị mở chục cái cũng được. Nhiều người đó kiểu cứ nghĩ mình ở lâu về dài chứ kìa, giống như nhà em đó đó. Nhà không giỏi nổi. Thế là tụi tôi không có bà cũng nhớ nhá. Lâu lâu cũng nhớ. Không, ít bữa nữa ra đó. Chắc đầu tháng nữa ra. Không thêm tụi tội, kiểu bà cũng hiền, phải khơi rồi nữa. Tụi tội. Thì cũng thương hắn đó, nhưng mà hắn khó lắm, hắn khó có bồ lắm, không có bồ được đâu, tính nó có bồ không được. Đánh bài quay luôn à. Bỏ thức luôn. Còn cái mình quay cái chi nhớ chứ còn đéo nhớ. Tôi cũng nhớ nè. Bố mẹ đòi kiếm tiền quá nè. Ông cô sáng ông muốn ăn mà ông nói với cô là con ăn ở nhà rồi. Xong rồi cái cô nhắn tin hỏi ba hắn ăn chưa? Ba nói chưa. Cái cô nói là hắn kêu hắn sợ bé phì không ăn nữa, ăn ít thôi. Không ghê gì. Trả lời đồ nói con không, con ăn ít ăn ở nhà rồi, sợ bé phì. Ý là không thích ăn á. Nó cũng lưng lẹo chứ. Giống mẹ ăn rồi đó. Trong bố giờ không có đứa rồi đó, một đồng một hai là hai. Cũng một có một đồng ba được. Ông Bi bữa nay đỡ hơn rồi, chị huấn luyện đỡ hơn rồi. Không là chị rác, khỏi cho đi chơi luôn. Ấy là kiểu mà nghiêm khắc quá là ta không cho đi chơi. Đó, ai lỗ biết liền. Con gái thì đi là phải rứa chị hèn, nói phát phải nghe. Thôi cái giờ chơi cãi ha, cãi là khỏi nghe. Anh là bữa nay là từ mua cũng ra heo mà ra không bắt được Thảo. Sao đi cơ trả lời là ngu chi mà cãi. À cái ông kia là thâu. Mình cầm taxi con bờ ra mấy phút đô xì. Chắc cái nữa. Bà quay mà bà có bọn chen đi. Chị Loan coi rung với chị Loan rồi. Thiệt á. Mà ta trừ lương nghe con kia. Em vẫn cầm rất là nghiêm túc. Cục cũng vẫn thấy. Trời ơi, ông còn cái nữa trời. Thôi 10 phút nữa, ráng 10 phút nữa là đi về, thề. Thằng này là thề thiệt. Đi Sài Gòn nhớ nhớ chị Loan nhá, tháng về lần thì. Tháng về cũng chưa có mụn đâu, mụn câu này phải nửa năm rồi đây mới qua.